Trong chuyên mục gặp gỡ cuối tuần ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi gặp gỡ với nhạc sĩ trẻ Tạ Quang Thắng với những thể nghiệm mới kết hợp giữa phong cách nhạc country rock với các chất liệu dân gian Việt Nam. Album Country Rock đầu tay của Tạ Quang Thắng đã lọt vào danh sách đề cử giải thưởng âm nhạc cống hiến ở hạng mục Album của năm 2013. Mỗi sáng khi dòng buồm giá khơi là con tim anh lại bồi hồi, lại được đứng giữa biển trời, lại được cùng hát ngò là hò qua lướt sóng ra khơi. Khi anh buông lưới làm bạn với gió trời thì anh thấy thêm yêu cuộc đời, ngò là hò qua đón gió quê hương về trời xanh cất tiếng ca hoa. Xin chào Tạ Quang Thắng, là một nhạc sĩ trẻ theo đuổi sở trường âm nhạc là dòng country rock, nhưng mà trong cái tác phẩm của bạn thì người ta vẫn thấy đâu đó cái âm hưởng, cái phong cách của âm nhạc dân gian. Bạn có thể giải thích về sự kết hợp này? Cũng rất là tự nhiên thôi, bởi vì là gia đình tôi thì cả bố mẹ tôi đều làm về âm nhạc dân tộc, cho nên là khi mà lớn lên, sinh ra và lớn lên tôi đã được sống trong cái không gian của nhạc dân tộc rồi. Cho nên khi mà lớn lên, mặc dù tôi học nhạc theo cái phong cách âm nhạc phương Tây ở Nhạc viện Hà Nội, rồi là đến bây giờ cái những cái chất liệu âm nhạc mà tôi đang theo đuổi cũng hoàn toàn là theo xu hướng của nước ngoài. Tuy nhiên là những cái gì mà đã ngấm trong tôi từ khi còn nhỏ thì nó vẫn phảng phất ở đâu đó trong những tác phẩm của tôi, và ban đầu thì nó rất là tự nhiên, nó rất là tình cờ, nhưng mà bây giờ thì tôi đã cố gắng vận dụng những cái kiến thức của mình cũng như là những cái sự hiểu biết của mình để có thể lồng ghép một cách khéo léo giữa âm nhạc nước ngoài với những cái chất liệu như âm nhạc dân tộc. Khi mà nhắc đến sự kết hợp giữa âm nhạc dân gian Việt Nam với cả country rock là âm nhạc Mỹ, hai phong cách, hai trường phái âm nhạc hoàn toàn khác nhau, thì cái sự kết hợp này bạn đưa vào, bạn có lo lắng rằng người ta sẽ nói rằng sẽ tạo ra một sự xung đột trong âm nhạc hay không? Chắc chắn là hai cái phong cách âm nhạc khác hẳn nhau, khi mà kết hợp với nhau thì nó sẽ tạo một hiệu ứng nhất định. Nhưng mà đối với tôi thì tôi nghĩ âm nhạc nó suy cho cùng nó cũng cùng là một cái gốc mà thôi. Và nếu mà nói kỹ hơn về chuyên môn thì nó những cái âm nhạc mà chúng ta hay nghe của âm nhạc dân tộc thì nó là 5 nốt mà chúng ta hay gọi là ngũ cung. Thì ở nước ngoài những cái phong cách âm nhạc như blues, country hay là rock thì cũng sử dụng cái chất liệu pentatonic, cũng 5 nốt rất là phổ biến. Cho nên tôi nghĩ là cái sự kết hợp giữa pentatonic 5 nốt của nước ngoài với ngũ cung của Việt Nam, nếu mà người nghệ sĩ có đủ cái sự hiểu biết cũng như là có dành nhiều thời gian để tìm tòi, tôi nghĩ là hoàn toàn có thể kết hợp được một cách nhuần nhuyễn. Trong các tác phẩm của bạn thì chất liệu dân gian được ứng dụng rất là phong phú từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam rồi cả những tựa đề nữa. Vậy thì bạn thường lựa chọn cái chất liệu như thế nào để đưa vào những cái tác phẩm của mình? Thường thì tôi hay lấy một cái ý nhạc hay là một cái chất liệu rất là nhỏ thôi. Ví dụ như là trong bài Chuyện Người Đánh Cá thì cái ý nhạc của tôi xuất phát ban đầu đó là những câu hò của những cái người ngư dân đánh cá ngoài biển. Thì từ những cái câu hò tôi đã phát triển thành một cái bài hát hoàn chỉnh. Hay là trong bài hát là Cuộc Đời Là Những Chuyến Đi thì là bắt nguồn từ những cái câu hát du Bắc Bộ. Ca khúc Duyên của bạn cũng là một trong 15 ca khúc được đánh giá cao trong ứng cử giải thưởng bài hát Việt 2014. Bạn có thể giải thích một chút về cái ý nghĩa cũng như là cái phong cách của ca khúc Duyên này? Ca khúc Duyên thì vẫn là theo cái phong cách country mà tôi đang theo đuổi. Có hơi khác biệt một chút là nó được phối khí theo phong cách acoustic. Tôi thấy cái đề tài là chữ duyên nó cũng rất là hay và nó thôi thúc tôi viết ca khúc này, bởi vì là chữ duyên thì thường là chỉ có ở Việt Nam người ta mới hiểu hết được ý nghĩa của nó. Nó vừa có thể diễn tả cái sự duyên dáng của một con người, của một cô gái, nó cũng có thể diễn tả cái mối liên kết nào đó để đưa những con người có thể gặp mặt nhau, làm việc cùng nhau và sống bên nhau. Thì tôi nghĩ là bản thân cái chữ duyên nó đã rất là Việt Nam rồi. Trong những cái câu guitar trong cái bản phối của chúng tôi thì chúng tôi vẫn luôn lồng ghép những cái câu mà mang âm hưởng ngũ cung của Việt Nam. Việc lựa chọn ứng dụng chất liệu dân tộc trong dòng country rock là một hướng đi của bạn, thì cái mong muốn lớn nhất của bạn khi mà bạn đưa những cái tác phẩm của mình đến với công chúng là gì? Mong muốn của chúng tôi luôn muốn là tạo cho khán giả những tác phẩm mà tiệm cận với cái xu hướng phát triển của âm nhạc quốc tế hiện giờ, nhưng vẫn luôn có những màu sắc âm nhạc dân tộc để chúng ta không bao giờ quên là âm nhạc Việt Nam hay như thế nào. Cảm ơn Tạ Quang Thắng và xin chúc cho những tác phẩm của bạn, những dự án âm nhạc của bạn sẽ tiếp tục đến gần hơn nữa với công chúng để công chúng đón nhận.